Đất rừng phương Nam là bộ phim điện ảnh Việt Nam thuộc thể loại sử thi, tâm lý, chính kịch, ra mắt vào năm 2023, lấy cảm hứng từ cuốn tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Đoàn Giỏi và bộ phim truyền hình Đất phương Nam sản xuất vào năm 1997 do Nguyễn Quang Dũng làm đạo diễn và đồng sản xuất, dưới sự chỉ đạo và cố vấn của Nguyễn Minh Sơn, người từng là đạo diễn của bản phim truyền hình Đất phương Nam. Bộ phim này hiện nay đang làm mưa làm gió trên các rạp chiếu phim trên toàn quốc, với doanh thu trong những ngày đầu ra mắt đang xô đổ rất nhiều các kỷ lục của phòng vé Việt Nam. Tuy nhiên, từ khi bộ phim này công chiếu cho đến nay, nó đang mang đến nhiều dư luận trái chiều, khen có, chê có, nhưng một điều không thể phủ nhận được rằng nhờ có bộ phim này mà khiến cho bộ phim truyền hình Đất phương Nam sản xuất từ những năm 1997 của làng điện ảnh Việt Nam lại một lần nữa được người dân lục lại để tìm xem, rồi sau đó đem so sánh với bản phim điện ảnh mới ra mắt. Nếu các bạn chưa đọc cuốn tiểu thuyết Đất rừng phương Nam của nhà văn Đoàn Giỏi thì sau đây mình xin tóm tắt về nội dung câu chuyện như sau. Cuốn tiểu thuyết Đất rừng phương Nam của nhà văn Đoàn Giỏi kể về cậu bé An cùng sống với ba mẹ tại thành phố sau độc lập mùng 2 tháng 9 năm 1945, thực dân Pháp quay trở lại xâm lược Việt Nam, đổ quân vào Nam Bộ. Pháp mở những trận đánh khiến cho người dân sống tại các thành thị phải di tản. An và ba má cũng phải bỏ nhà, bỏ cửa để chạy giặc. An theo chân ba mẹ chạy hết từ vùng đất này cho tới vùng đất khác của miền Tây Nam Bộ. Trong cuộc hành trình của mình, cậu đã kết bạn với những đứa trẻ cùng trang lứa và có một cuộc sống tuổi thơ vùng nông thôn đầy êm đềm. Nhưng cứ vừa ổn định được mấy ngày thì giặc Pháp lại đánh tới và gia đình An phải trốn chạy. Trong một lần mải chơi, khi giặc đánh đến giữa mưa bom bão đạn, An đã lạc mất gia đình của mình, cậu trở thành đứa trẻ lang thang. Trong chuyến lưu lạc của mình, An đã gặp và tiếp xúc với rất nhiều người, những cảnh đời ngang trái, những mảnh đời lầm than của người nông dân dưới ách áp bức của địa chủ và thực dân Pháp. Giữa đất trời mênh mông của Nam Bộ, những người nông dân phải chịu cảnh mất đất đai, được mùa nhưng không giữ được vật phẩm, đánh đổi cả mạng sống của mình để giữ lấy từng nắm thóc, từng sào ruộng. Hoàn cảnh đã đưa đẩy họ trở thành những người nông dân khởi nghĩa. Tuy ba chim bảy nồi giữa dòng đời, An vẫn luôn sống trong lòng nhân ái, đùm bọc của đồng bào. Đó là nguồn động lực để cậu vượt qua những khó khăn và gian khổ. Trên đây là về phần nội dung của câu chuyện Đất rừng phương Nam. Còn trong bản phim truyền hình năm 1997 hay bản điện ảnh năm 2023, tuy có cải biên, thêm thắt và lược bỏ những dữ kiện, nhưng cốt truyện đều dựa theo câu chuyện của chú bé An. Và ở đây, trong video này, mình sẽ không đề cập đến việc đúng sai hay dở của các tác phẩm, mà chỉ bàn luận một chút về những hình tượng, nhân vật khi tham gia chiến đấu chống lại quân thù, trong thời điểm lịch sử và trong thể loại phim ảnh. Đôi khi các tác phẩm cứ thần thánh hóa các nhân vật trong các pha hành động lại gây phản tác dụng. Ngược lại, giản dị, mộc mạc, chân phương lại có thể chạm tới cảm xúc cho người xem. Ngồi xem lại bản phim truyền hình Đất phương Nam bản năm 1997 mới thấy cái hay ở trong việc xây dựng hình ảnh nhân vật. Các nhân vật như ông Thai, chú Tư Võ Tòng thực ra chỉ là những người nông dân khai phá đất rừng U Minh. Họ quen bắn cung, ném lao, sử dụng vũ khí tự chế để sinh tồn vì phải đương đầu với những thú dữ như cá sấu, cọp. Hình tượng của họ chính là hình tượng của những nghĩa sĩ cần duộc đã anh dũng ngã xuống trong những ngày đầu chống Pháp, giống với đoạn trong văn tế nghĩa sĩ cần duộc của cụ Nguyễn Đình Chiểu có viết: việc cuốc, việc cày, việc bừa, việc cấy, tay vốn làm quen, tập khiên, tập súng, tập mát, tập cờ, mắt chưa từng ngó. Thế nên khi phải đối đầu với quân giặc có súng ống hiện đại, họ đã chọn giải pháp rất thông minh, đó chính là đánh du kích, ám sát lén lút. Sử dụng địa thế hiểm trở của rừng U Minh và những vũ khí thô sơ tầm xa, đó chính là cung, họ mới có thể hạ gục được kẻ địch. Ở trong phim có cảnh lội bùn của ông Hai và An để tiếp cận quan Pháp, cảnh dương cung bắn giặc tuy là đơn giản nhưng lại rất hồi hộp cho người xem. Chứ nếu cứ bay lên dùng Muay Thái hay Vịnh Xuân giữa ban ngày như cách mà Võ Tòng do Mai Tài Phến thủ vai cùng với anh em trong bang phái Thiên Địa Hội của mình tả sung hú đột để cướp phát trường như ở trong bản điện ảnh Đất rừng phương Nam, thì có lẽ ở trong thực tế tới tận 10 ông Võ Tòng như vậy cũng không đủ cho quân Pháp tập bắn. Tuy nhiên, ông Hai hay Võ Tòng, thậm chí là tập thể nghĩa sĩ cần duộc cũng chỉ là một nhóm nhỏ trong dân chúng. Thế nên, dù đã rất khôn khéo, họ cũng không thể thay đổi được thực tế tàn khốc lúc bấy giờ. Người xem hồi hộp theo dõi họ, vui mừng khi có một tên giặc ngã xuống, để rồi cùng bật khóc khi Võ Tòng dẫn con chó phèn của An và Cò ra đi dưới bom đạn của giặc Pháp. Điều đó mới toát lên được sự tàn nhẫn của chiến tranh, đó chính là một cảnh phim đậm chất nghệ thuật lẫn đậm chất tinh thần chống Pháp của người dân Nam Bộ. Bất kể là giai đoạn nào, cảnh ông ba, chú Võ Tòng núp ở trong bùn lầy rõ ràng không lấp lánh và bắt mắt như cảnh bay của Mây Thái, tạt sung hú đột như trốn không người, nhưng nó lại vô cùng giá trị.
Nhân tiện trong câu chuyện này, chúng ta ghé sang người ông Anh phía Bắc, núi kể núi, sông kể sông của chúng ta. Mỗi năm ở Trung Quốc sản xuất ra hàng trăm bộ phim kháng chiến chống Nhật, đến nỗi chính người Trung Quốc cũng ngao ngán mà đi chế nhạo các bộ phim đó. Trong một số các bộ phim, người Trung Quốc kháng Nhật bằng cách họ cho chiến sĩ của họ có khả năng phi thường, phi thân qua hàng loạt mưa bom bão đạn mà không hề hấn gì, bắn súng lục xuyên qua cả nón cối, bắn súng trường xuyên táo 5-6 ông Nhật cùng một lúc. Thậm chí, họ có thể cho bà cụ ngồi xe lăn, cầm súng solo với xe tăng, hay trẻ em Trung Quốc có khả năng dùng ná cao su bắn đá, chiến thắng được cả một đội quân thiên hoàng hùng mạnh đã chinh chiến và đánh chiếm được một khu vực rộng lớn trải dài từ Đông Á kéo tới tận Đông Nam Á. Nhưng ở trên thực tế thì sao? Người Trung Quốc nói riêng và cả người dân thế giới yêu chuộng hòa bình nói chung chắc hẳn sẽ không quên vụ thảm sát Nam Kinh mà người Trung Quốc còn gọi là Nam Kinh đại đổ sát sau khi thành phố này rơi vào tay quân đội Thiên Hoàng Nhật Bản ngày 13 tháng 12 năm 1937 cho tới đầu tháng 2 năm 1938. Trong khi chiếm đóng Nam Kinh, quân đội Nhật Bản đã thực hiện nhiều hành động tàn ác như hãm hiếp, bóc lột, cướp phá và hành quyết tù binh chiến tranh cũng như dân thường. Các ước tính cho rằng đã có 40.000 lên tới 300.000 người bị sát hại. Lúc đó, những võ lâm cao thủ bắn súng xuyên giáp đang ở đâu? Những thiên tài toán học có thể ám sát được quân Nhật trong xe bọc thép đang ở đâu? Chắc chỉ có thể ở trong những bộ phim mà sau này được sản xuất ra để Trung Quốc có thể rửa nỗi nhục này. Và nếu như phim của Trung Hoa Đại Lục lấp lánh một cách trơ trẽn thì phim của Hồng Kông cũng khiến cho người xem cảm thấy vừa lấp lánh vừa ất ức. Cụ thể là trong phần 4 của phim Hoàng Phi Hồng, Tứ Vương Giả Chi Phong, chúng ta thấy được một cuộc thi đấu lân sư rồng mà trong đó lân của các nước phương Tây trang bị súng máy, súng phun lửa đã bắn cho lân của Trung Quốc tan xác. Sau đó Hoàng Phi Hồng bằng võ công lẫn hào quang của nhân vật chính đã dùng chính quan lân kiểu cổ truyền đánh bại các quan lân cơ giới kia. Nhưng cuối cùng thì sao? Hoàng Phi Hồng thắng được cuộc đấu lân, nhưng liên quân 8 nước thì đánh chiếm được Bắc Kinh, đốt cháy Di Hòa Viên, mang hết của cải châu báu của Tử Cấm Thành về nước, tạo ra một thời kỳ mà các sử học Trung Quốc gọi là Bách Niên Quốc Sỉ, tức là trăm năm nhục nhã của đất nước. Khi nghe tin đó, ban đầu Hoàng Phi Hồng định đuổi theo ám sát viên chỉ huy người Đức, nhưng bị hai tên Hán gian cản lại, và anh cuối cùng cũng nhận ra rằng dù có hạ gục một tên chỉ huy Đức cũng không thể thay đổi được đại cục. Cuối cùng, Hoàng Phi Hồng uất ức, cầm thẻ bài vô địch đấu lân mà vứt đi, anh thốt lên một câu đầy cảm thán: "Ta thắng một cuộc thi, nhưng chúng ta thua cả một cuộc chiến." Công phu của Trung Quốc dù lấp lánh thế nào cũng không thể đổi lại được giá trị khi mà giai đoạn đó ở trong lịch sử, triều đình nhà Thanh đã hủ bại, dân chúng đã mê muội, và đến khi thảm sát Nam Kinh diễn ra, hai chính đảng to nhất là Quốc Dân Đảng và Đảng Cộng sản Trung Quốc cùng hàng loạt các thế lực quân phiệt đóng ở khắp lãnh thổ vẫn thích đánh đấm nhau hơn là đấm quân Nhật. Nói vậy có thể thấy được rằng, tuy bản phim Đất Phương Nam năm 1997 không được đầu tư như bản phim điện ảnh, kỹ xảo đơn sơ, cảnh chiến đấu trên phim đơn giản, nhưng chính điều đó đã đi sâu vào trong lòng khán giả, tạo cho bộ phim mộc mạc nhưng lại giá trị lấp lánh và đã trở thành bộ phim huyền thoại trong dòng chảy của thời gian. Các bạn đã xem những bộ phim ở trên đây hay chưa? Và có nhận xét gì về bộ phim đó? Hãy để lại bình luận ở phía dưới cho mọi người cùng biết nha! Nhớ đừng quên cho mình xin một like, một đăng ký để ủng hộ kênh. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong video lần sau.